thầm bài trí bàn thờ theo cách này, sau 3 đêm gia chủ giàu lên trông thấy, giàu có nhất vùng. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xét theo quan niệm của người dân Việt Nam ta từ thời xa xưa thì việc thờ cúng gia tiên tiền tổ đã trở thành một phong tục tốt đẹp bậc nhất trong truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và ông bà ta vẫn thường nói có thờ có thiêng, vậy nên đối với việc bài trí bàn thờ thuận theo phong thủy sẽ giúp kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc dồi dào để gia chủ luôn được bình an, hạnh phúc và ngập tràn may mắn. Theo chia sẻ của thầy Phùng Phương, một chuyên gia nổi tiếng trong hiệp hội phong thủy thế giới, thì có 5 nguyên tắc vàng khi bài trí bàn thờ sẽ giúp gia chủ phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Nguyên tắc đầu tiên, bàn thờ sạch giúp kích hoạt cát khí. Chắc hẳn bạn cũng hiểu rằng bàn thờ là nơi ngự vị của các bậc tiền nhân trong gia đình. Vì thế, nó thường được đặt ở vị trí trung tâm và cao nhất trong nhà. Điều này không chỉ để tránh sự va chạm mà còn tránh gió, bụi bặm và côn trùng. Việc lau dọn sạch sẽ bàn thờ là công việc trước tiên và được thực hiện một cách cẩn thận tỉ mỉ. Chổi quét hoặc khăn lau bàn thờ phải được dùng riêng. Nước lau bàn thờ thường được dùng từ nguồn nước sạch sẽ. Cẩn thận hơn thì dùng nước mưa, thiên hà thủy hay nước nấu từ lá trầu, lá bồ đề để lau. Ngoài ra còn dùng rượu đập thêm gừng tươi để tẩy trần. Không gian thờ tự là không gian thiêng liêng trong gia đình, là nơi lưu giữ nhiều ẩn ức tình cảm giữa các thế hệ. Chính vì thế, việc giữ gìn bàn thờ luôn sạch sẽ, mát mẻ, không chỉ thể hiện sự chăm sóc và tôn kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, mà còn là sự chăm sóc đến cái tôi tâm linh ở mỗi con người. Từ việc đánh sáng lại bộ lư đồng, lau chùi khung ảnh, thay cát bát hương, nhang đều thể hiện cho nhu cầu giao hòa, gắn kết mật thiết giữa thế giới hữu tình và thế giới tâm linh thiêng liêng. Nguyên tắc thứ hai, vị trí đặt bàn thờ thuận phong thủy. Bạn hãy nhớ rằng đây chính là điều quan trọng nhất khi muốn lập bàn thờ tại gia đình. Vị trí đặt bàn thờ cần phải được cân nhắc kỹ khi bắt đầu thiết kế xây nhà, sao cho không gian đặt bàn thờ thật phù hợp. Ví dụ, muốn đặt dưới tầng 1 thì bàn thờ nên nằm sát giếng trời hoặc trong khoảng thông tầng, nằm ở phía sau nhà và không lộ diện ra phòng khách. Khi đặt trên tầng thì bàn thờ nên kín đáo với người ngoài và gần gũi với người trong gia đình. Đối với những gia đình sống trong những căn hộ chung cư thì bàn thờ cần phải đảm bảo sự thông thoáng nhưng vẫn kín đáo và phải có sự tương quan về hình thức với nội thất trong nhà. Quan trọng hơn, bàn thờ cần tránh rơi vào những trường hợp sau. Tầng trên là phòng vệ sinh hoặc giường ngủ hay tủ quần áo. Bàn thờ đặt áp tường bếp, nhà vệ sinh hoặc đối diện nhà vệ sinh. Bàn thờ đòi hỏi phải hấp thụ được thanh khí, rất kỵ xú uế. Bàn thờ quá gần cửa sổ, cửa đi hoặc các nút giao thông trong nhà. Khu vực bàn thờ thuộc âm tính, mang tính chất hướng nội nên cần yên tĩnh. Bàn thờ đặt ở vị trí lấn chiếm khoảng không. Bàn thờ đặt trong phòng ngủ, phòng bếp hay phòng ăn. Bàn thờ bên dưới cầu thang, dưới xà nhà hoặc có vị trí khuất lấp nhỏ bé, tối tăm, ẩm thấp. Thứ ba, nguyên tắc chiếu sáng ở phòng thờ. Theo quan niệm của phong thủy, trong phòng thờ của gia đình phải tạo được không khí trang nghiêm, kín đáo với người ngoài, nhưng vẫn ấm cúng gần gũi với người trong nhà,
tránh tạo cảm giác lạnh lẽo. Việc trang trí phòng thờ nên tránh treo các loại đèn chùm lớn gây mất cân đối. Đặc biệt lưu ý không để ánh sáng đèn chiếu thẳng vào người ngồi khi hành lễ cúng bái. Đèn thờ trên bàn thờ đặt ở giữa bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Nguyên tắc thứ tư, kích thước và màu sắc bàn thờ. Có một điều mà tất cả gia chủ cần lưu ý, đó là bàn thờ phải thiết kế cao hơn đầu người để tỏ lòng tôn kính với các vị thần và ông bà tổ tiên. Gia chủ không nên làm bàn thờ thấp hơn với tầm mắt của mình, bởi khi bạn thắp hương cầu khấn thì đều phải ngước nhìn chứ không phải là cúi nhìn. Đây là điều cấm kỵ trong văn hóa tâm linh. Ngoài ra thì bàn thờ màu nâu đỏ là lựa chọn hợp lý và tốt nhất, bởi nó thể hiện sự may mắn, tự nhiên và mộc mạc. Gia chủ nên lựa chọn các màu trầm làm chủ đạo, hoặc có thể chọn các màu như màu nâu, màu vàng kem, không nên chọn những màu quá lòe loẹt, sặc sỡ. Nguyên tắc thứ 5, một số lưu ý đối với bàn thờ. 1. Thời gian lập bàn thờ. Việc lập bàn thờ thường được tiến hành đồng thời với ngày nhập trạch nhà mới. Ngoài thời gian phù hợp với nhập trạch, cúng tế hay hợp tuổi gia chủ, người ta còn chú ý đến thời điểm có sao bát bạch để hóa giải sát khí. Để có thời gian lập bàn thờ tốt nhất, quý bạn nên mời các thầy có kiến thức phong thủy phòng thờ tốt để xem thời gian lập, vị trí lập bàn thờ cho gia đình mình để không phạm vào những điều cấm kỵ. 2. Người lập bàn thờ. Người lập bàn thờ hoặc người sắp xếp bàn thờ cũng đóng vai trò khá quan trọng. Thông thường, người bốc bát hương hoặc lau dọn bàn thờ trong lần đầu tiên sắp xếp là người gia chủ. Chú ý không để phụ nữ mang thai động chạm vào bàn thờ hay bát hương vì mang âm khí nặng. Khi lau bàn thờ bát hương thì nên ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ, tay phải được rửa trước khi lau chùi bàn thờ. 3. Cách bố trí trên bàn thờ. Tại bàn thờ chỉ nên bày những thứ cần thiết và sắp xếp một cách gọn gàng, chứ bạn không nên bày biện nhiều thứ khiến cho bàn thờ rườm rà và không được trang nghiêm. Có rất nhiều vật mà người Việt nghĩ nên có thể bày được trên bàn thờ, như giấy ghi nhận công đức tại các đình chùa, thì đó là điều hoàn toàn sai lầm. Chú ý không nên đặt giấy ghi nhận công đức lên bàn thờ, bởi điều này là một sự phô trương không cần thiết, phúc đức tại tâm. Quý vị thân mến, vào các ngày rằm, mùng 1 hay lễ Tết, nhiều người thường thành tâm chuẩn bị lễ vật để dâng lên bàn thờ với mong muốn gửi tấm lòng thành kính đến thần linh và sự biết ơn đối với các bậc tổ tiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên dâng lễ vật gì lên bàn thờ để rước phúc lộc vào nhà. Nếu không may phạm phải điều đại kỵ thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Vậy trên bàn thờ nên đặt vật gì để khai thông đường tài lộc, kích hoạt vận may tài chính cho cả gia đình? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là quả Phật thủ. Trong những năm gần đây, quả Phật thủ trở thành loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương ngày rằm hay nhiều lễ quan trọng khác. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm và nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều bình an và may mắn. Thứ hai là hoa cúc đồng tiền.
Đúng như tên gọi của mình, cúc đồng tiền, loại hoa cúng mang lại nhiều may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Dùng hoa cúc đồng tiền dâng cúng trên bàn thờ Phật và Tổ tiên là thể hiện lòng thành kính của gia chủ đến với ông bà, các vị thần của mình. Thường cúc đồng tiền rất đa dạng màu sắc. Ngoài việc dùng hoa này thờ cúng trên bàn thờ, bạn cũng có thể thường xuyên bài trí ở phòng khách của ngôi nhà để thu hút tài khí, thúc đẩy tài lộc ngày càng hưng vượng. Thứ ba là đồng xu vàng kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, tiền xu được xem là vật phẩm biểu trưng cho tiền bạc của cải quý giá trong nhà. Với quan niệm giàu sang phú quý song hành, vàng sánh với vàng, tức là những thứ có cùng tính chất sẽ kết hợp với nhau. Do đó, dân gian và phong thủy vẫn quan niệm rằng sức mạnh ý nghĩa của đồng tiền xu theo phong thủy nếu biết đặt trên bàn thờ sẽ giúp mang lại cho bản thân con đường tài lộc hanh thông, rộng mở, tiền bạc tìm đến, sinh khí thịnh vượng. Bên cạnh đó, những đồng tiền cổ, tiền xu không chỉ được xem là đồng tiền may mắn theo phong thủy mà còn có tác dụng trong việc xóa bỏ những vận đen đủi, tai họa bí ẩn từ những kẻ tiểu nhân, họa hung đồ. Do đó, với nhiều người, đồng tiền phong thủy có tác dụng như một pháp khí trấn yểm để xóa đi những bất an trong ngôi nhà của bạn. Quý vị thân mến, điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh với bạn đó chính là việc thờ cúng cốt nhất ở sự thành tâm. Và đi cùng với sự thành tâm thì các gia chủ cần nắm bắt được những nguyên tắc để bài trí bàn thờ, phòng thờ sao cho chính xác nhất để mang đến bình an, phước lành cho ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó thì Phục Quý Tài Lộc còn rất nhiều video chia sẻ các thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi số mệnh và tâm linh. Quý vị hãy nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.